Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Chloe Nguyễn USA. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề, đó chính là cách xin việc ngành dược tá ở bên Mỹ như nào nhé. Bắt đầu video thôi. Yes sir. Có một cô có nhắn tin trên mình trên Facebook hỏi về ngành dược tá, cách học và cách xin việc ở bên Mỹ. Thì video lần trước thì mình đã chia sẻ với các bạn về cách xin học ở bên Mỹ đối với ngành dược tá. Nói chung là dược sĩ nói riêng ha. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tiếp về cái cách xin việc ha. Ở bên Mỹ thì có hai dạng xin việc về ngành dược tá. Cách thứ nhất á, là bạn đã từng làm ở phần ngoài giống như là thu ngân ở mấy cái tiệm thuốc như là Walgreens hay là Walmart hay là ở Costco, Sam Club, những cái nơi mà có nhà thuốc các bạn, thì sẽ dễ hơn là bởi vì bạn đã có thông tin đối với công ty rồi. Còn những bạn mà chưa từng làm thu ngân ở bất kỳ những cái nơi mình đã nêu lên á, thì cũng rất là khó. Ngoại trừ như là bạn có cái bằng ngành dược rồi ha, các bạn có thể xin vào làm với dưới dạng là ngành dược tá. Thì các bạn học, thì các bạn học 2 năm thì sẽ ra trường, 2-3 năm gì đó thì sẽ ra trường, thì xin việc thì rất là dễ. Và trong lúc mà các bạn thực tập á, thì các bạn thực tập thật là tốt vô, rồi các bạn xin cái giấy của quản lý cái nơi mà các bạn thực tập á, nếu mà quản lý mà đồng ý hay là quản lý chủ động cho bạn cái thư mà giới thiệu khi vô một cái công ty ngành dược nào đó hoặc nhà thuốc nào đó, thì chúc mừng bạn, bạn đã tiến tới một cái bước thành công sau khi mà các bạn thực tập và các bạn sẽ dễ xin việc. Còn đối với những bạn không có thực tập xong mà không có cái giấy đó thì vô cùng khó khăn hơn một chút xíu ha. Còn gì nữa không ta? Còn các bạn có thể xin thì chủ yếu xin việc á, thì các bạn nộp đơn online. Rồi sau khi các bạn nộp đơn online xong á, thì các bạn đến cái địa chỉ mà các bạn nộp đơn để các bạn có thể dễ các bạn có thể dễ cái đơn các bạn dễ được người ta xem xét hơn, hoặc cũng có thể là khi mà các bạn vô cái cửa hàng đó thì họ cũng sẽ phỏng vấn bạn luôn. Cho nên các bạn phải chủ động soạn những cái câu mà phỏng vấn thật là kỹ lưỡng, các bạn luyện trước ở nhà thì các bạn có thể dễ xin vô làm. Đối với mình á, thì cái kinh nghiệm của bản thân mình là mình được đi học tốt nghiệp và mình được nhận từ cái đơn giới thiệu của quản lý sau khi mình thực tập, cho nên mình mới được dễ xin việc. Hiện tại các bạn thấy những cái clip của mình rất là khó mà rất là lâu khi mà ra là bởi vì mình bận đi làm á các bạn. Hiện tại mình là dược tá full time là làm 8 tiếng á các bạn. Mình mới ra trường thì khi mà ra trường thì mình nhận được cái đơn chấp thuận của họ luôn. Khi mà đúng cái ngày mình tốt nghiệp thì mình nhận được cái đơn chấp thuận của họ, họ chấp nhận mình đi làm. Thì các bạn đến nơi phỏng vấn thì họ sẽ cho các bạn biết là các bạn đậu phỏng vấn hoặc là các bạn rớt. Nếu mà các bạn đậu thì mình xin chúc mừng các bạn, khoảng 2 tuần hoặc là 1 tháng sau thì các bạn sẽ đi thử máu và thử nước tiểu để các bạn bắt đầu đi làm. Tùy theo cái chỗ các bạn làm như là Walgreens hay là CVS thì nó cái quá trình mà các bạn train, họ sẽ train các bạn nữa nên cái thời gian nó sẽ khác nhau. Đối với những cái hãng thuốc lớn thì nếu mà làm 8 tiếng á, thì khoảng 19-20 ngày. Còn đối với những cái nơi mà các bạn làm bán thời gian á, thì cái thời gian mà các bạn họ train các bạn
giống như là train, biết dịch nôm na sang tiếng Việt thì ta, họ train giống như là họ huấn luyện các bạn sẽ lâu hơn, đúng rồi, train là huấn luyện sẽ lâu hơn so với những cái người mà làm 8 tiếng. Còn đối với mình á thì mình tầm khoảng 19 hay 20 ngày đó mình đã xong cái quá trình mình họ train cho mình, họ huấn luyện cho mình thì họ huấn luyện cho mình được nhiều hơn. Thì mình khuyên các bạn nên xin vào những, khi mà các bạn xin việc á, các bạn đến cái chỗ đó thì các bạn hỏi là cái người chỗ đó gặp quản lý nha, hỏi là ông hoặc là bà cần hoặc là cô hoặc là bác gì đó, tùy theo cái góc độ các bạn, cần cái người mà bán thời gian hay là cần cái người mà làm 8 tiếng tiếng Anh hay còn gọi là full time, còn bán thời gian hay còn gọi là part time các bạn. Thường thì những người mà làm 8 tiếng thì sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn so với những người mà làm bán thời gian. Thường là một tuần của người làm bán thời gian thì chỉ có 20 tiếng thôi một tuần là ít nhất. Còn đối với người mà full time thì làm khoảng 8 tiếng trở lên thì tổng cái số giờ mà một tuần các bạn làm từ 30 giờ đến 40 giờ là trong cái khoảng thời gian đó thì các bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích như là bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm răng, bảo hiểm mắt, bảo hiểm tai nạn trong công ty, bảo hiểm sau khi chết của các bạn, ai sẽ thừa hưởng cái số tiền của các bạn khi mà các bạn mất. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có tiền nghỉ hưu, thì tiền nghỉ hưu thì bán thời gian và làm 8 tiếng đều có cái quyền lợi như vậy. Còn một tuần của mình á thì mình làm cũng rất là nhiều tiếng, nên thôi mình cái lợi ích của mình cũng rất là nhiều. Mình không thể tiện nói cái công ty của mình đang làm là bởi vì cái quy định của họ họ không cho mình nhắc, thì mình mong các bạn thông cảm cho mình ha. Mình bắt đầu đi làm cũng được khoảng 4-5 tháng gì rồi, và mình là người dược tá 8 tiếng. Mình làm 8 tiếng một ngày thì khoảng trung bình một tuần của mình làm 30-40 tiếng, hồi nãy mình có nói với các bạn rồi đó. Cách khi mà các bạn xin việc á thì các bạn cần, trước khi mà các bạn đến cái nơi mà các bạn muốn được phỏng vấn thì cái điều đầu tiên á là cái resume tiếng Việt của mình, giống như là lý lịch công việc của bạn phải là thật là good. Thì cái phần đó thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở cái phần video về sau ha. Thì phải cần một cái resume thật là tốt. Cái thứ hai là phải cần cái thư giới thiệu. Giờ thư giới thiệu tiếng Anh là cái reference đó các bạn, cũng rất là quan trọng. Và khi mà có người nào đó mà đã reference cho các bạn rồi thì sau khi mà các bạn nhận được cái job offer giống như là được chấp thuận đi làm á, thì các bạn phải mua đồ hoặc gì đó cảm ơn họ đã giúp bạn ha. Hoặc là các bạn muốn đền đáp được cái công ơn của họ bằng cách là các bạn làm, khi mà các bạn đi làm thì các bạn cố gắng làm việc thật là tốt thì sẽ không có ảnh hưởng tới cái người mà giới thiệu các bạn vô làm ha. Tại cái trường mà mình theo học, mà hồi trước á mình học về cái ngành dược tá thì họ cũng liên kết với cái công ty mà mình hiện tại mình đang làm. Cho nên một phần đó là cái resume của mình sẽ mạnh hơn một chút xíu. Và cái điều thứ hai nữa là mình có thư giới thiệu. Ok. Còn bạn nào mà có những cái thông tin nào hơn, đúng rồi,
Nếu mà các bạn mới ra trường mà các bạn có luôn cái bằng quốc gia thì cái đơn xin việc của bạn sẽ mạnh thêm và cái số tiền lương của các bạn cũng sẽ tăng hơn ha. Hiện tại thì mình đang cố gắng mình xin được cái bằng quốc gia để mình được tăng lương. Thì mức lương của từng bang cũng sẽ khác nhau. Các bạn có thể lên Google search về cái công ty của các bạn, cái một giờ các bạn làm bao nhiêu tiền. Đối với bang mình á, thì đối với ngành dược tá thì cái chỗ mình làm thì tầm khoảng 16-17 đồng một giờ đối với những người mà mới ra trường nha các bạn. Còn một năm thì cũng tùy, khoảng mấy chục ngàn đô á các bạn. Và cái mức lương sẽ tăng theo thời gian, nếu mà các bạn biết được thêm chích ngừa nè, nếu mà bạn biết thêm có bằng liên bang nè, rồi biết làm CPR nè, thì sẽ lương sẽ cao hơn chút xíu. Và cái quyền lợi của các bạn khi mà làm việc sẽ nhiều hơn. Theo mình chia sẻ là như vậy. Trong lúc mà các bạn đi làm á, thì tùy theo công ty thì sẽ có, nếu mà các bạn ra trường rồi á, thì các bạn sẽ được miễn thi PTCE, là cái bằng của bang á, thì các bạn được miễn thi. Các bạn chỉ cần đóng, đối với bang North Carolina của mình thì mình chỉ cần đóng 30 đồng để mình nộp lên cái trụ sở của cái ngành dược, thì mình có thể lấy cái license của mình ra, cái giấy phép mình đi làm ra sẽ nhanh hơn. Còn khi cách mà các bạn được chấp thuận đi làm, các bạn qua được luôn cái cách thử nước tiểu và thử máu, thì các bạn cái bước tiếp theo là các bạn phải lấy giấy phép. Thì các bạn có thể tùy theo các bạn, thì các bạn, nếu bạn ở North Carolina thì Bắc Carolina thì các bạn nó tìm là NC State Board, phải thì mình nhớ lại coi, NC Pharmacy State Board, các bạn chọn vào technician thì các bạn sẽ tìm được cái trang web mà đăng ký, các bạn điền email rồi tên các bạn vô và những cái giấy tờ mà đi học các bạn điền vô, rồi những cái thông tin nào liên quan đến chủ các bạn ở trong nhà thuốc á, thì các bạn xin cái người quản lý lấy cái giấy phép của họ, các bạn ghi xuống, rồi các bạn về nhà các bạn để cái những cái thông tin đó lên thì các bạn lấy được cái giấy phép ra. Thường á thì cái giấy phép thì tùy theo bang mình làm á, thì khoảng trong vòng 24 tiếng là cái bằng của mình đã ra rồi, thì mình sẽ đưa thẳng cho người quản lý với mình để đem cái bằng giấy phép của mình lên cái nhà thuốc để chứng minh là có đi học, có đi làm đàng hoàng, thì nộp lên thì rất là dễ luôn. Mình cũng cái thời gian mà mình xin việc á thì cũng hơn là họ cần cái người 8 tiếng, thì khi mình nộp á thì người quản lý thì cũng rất là mến mình, cho nên cô đó cổ nhận mình làm và cổ nhận mình luôn. Ban đầu là mình không biết là cổ nhận mình nộp hai cái, là một cái là bán thời gian, một cái là làm 8 tiếng, thì cổ nhận mình luôn làm 8 tiếng luôn. Thấy hên chưa? Mình mới ra trường luôn. Thì kinh nghiệm của các bạn á, kinh nghiệm đi làm các bạn, thì các bạn có thể bỏ là thời gian các bạn thực tập thì các bạn có thể bỏ vô nè. Rồi thời gian các bạn học thì thời gian các bạn học và cái bằng các bạn học á thì các bạn bỏ vô education. Yeah, mình nói sơ sơ vậy thôi về cái đơn lý lịch công việc á, hay còn gọi là resume tiếng Anh á, thì chỉ giới thiệu sơ sơ vậy thôi, còn mình sẽ vào sâu hơn ở video tiếp theo ha. Ok, mình xin được vừa dừng video lại đây. Cảm ơn các bạn đã coi video này. Nếu các bạn thấy video hút, mình like, share, comment dưới video này để mình có thêm nhiều động lực chia sẻ nhiều video hút nữa nhé. Chào các bạn, bye bye.